Và bây giờ thì Huy Khánh nghĩ rằng Huy Khánh sẽ có một bí mật này và Huy Khánh sẽ tiết lộ với quý vị khán giả. Và bí mật này liên quan tới Hương Giang. Nhưng mà bây giờ Huy Khánh đã nghĩ lại và Huy Khánh nghĩ rằng bí mật này nên để một trong ba vị giám khảo của chúng ta ngày hôm nay sẽ nói. Tôi làm sao biết được bí mật gì của Hương Giang? Có anh Dũng, anh hay ở đây với thí sinh thì chắc là anh sẽ biết, chứ tôi thì không có biết chứ. Nói đi. Thôi anh nói đi. Ui, khó nói quá. Thôi anh nói đi. Tôi được... À, thôi để em nói cho ha. Happy birthday to you. Thật ra thì cũng không biết nói gì với em cả. Chị cũng không biết là bí mật này có được thông báo ngay bây giờ hay không. Nhưng mà chị có món quà muốn tặng cho em. Đó là... Hi. Đó. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Hương Giang. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi thì sẽ đến ngày sinh nhật của Hương Giang. Và trong ngày sinh nhật thì Hương Giang mong muốn điều gì nhất? Thôi thì hồi hộp quá không nói cũng được. Bây giờ cứ thổi nến đi. Xin lỗi Gia Suy, xích qua chút xíu được không? Bây giờ tới lượt Huy Khánh. Ngày hôm nay tại sao Huy Khánh không được phép làm điều này với Hương Giang đúng không? Bởi vì sinh nhật của Hương Giang. Xin lỗi Gia Suy nha. Thực sự là em không biết phải nói cái gì vào lúc này nữa. Và thực sự là quá rung động và em cũng không nghĩ là ban giám khảo lại làm như vậy. Xin cảm ơn chương trình, cảm ơn ban giám khảo, cảm ơn tất cả mọi người. Và ngày hôm nay, em còn nhớ cách đây vài tháng thì sinh nhật Quyên, sinh nhật Trâm, sinh nhật Trúc, sinh nhật Tùng, sinh đều có đầy đủ cả 10 thí sinh. Và cái món quà mà em mong ước ngày hôm nay là sinh nhật em cũng đầy đủ các bạn như vậy. Và thực sự em rất là mong muốn cái điều đó.